biệt với sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, ẩn mình bên dãy núi Thiên Nhẫn, trường tiểu học Nam Kim trở thành mái nhà thân thương của bao nhiêu thế hệ giáo viên và học sinh. Ngôi trường tọa lạc trên sườn đồi của xóm Mạnh San, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cách thị trấn Nam Đàn khoảng 20 km. Trường được xây dựng cách đây nhiều năm, trải qua 13 năm sáp nhập, được sự giúp đỡ của các cấp ngành đoàn thể. Giờ đây, trường tiểu học Nam Kim đã khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang, to đẹp hơn. Đặc biệt, nhà trường đã tiên phong xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, mang lại một môi trường thân thiện, an toàn. Đến với trường tiểu học Nam Kim, cảm nhận đầu tiên của chúng ta là không gian mát mẻ, thoáng đãng, với những bồn hoa rực rỡ sắc màu, với không gian sạch sẽ, hàng cây xanh rực bóng mát cùng với hoa tươi khoe sắc đã trở thành năng lượng tích cực để giáo viên và học sinh đến trường mỗi ngày. Bước vào cổng trường, hai dãy hoa sống đời đua nhau khoe sắc. Phía bên phải là một vườn hoa do chính tay các em vun trồng, chăm sóc. Bên trái dãy hành lang, mái tôn dành cho học sinh ra vào trường rất thuận tiện khi thời tiết nắng mưa. Bên cạnh đó là sân bóng chuyền, nơi thầy cô luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày. Phía trên là dãy bồn rửa tay, được bố trí rất thuận tiện cho giáo viên, học sinh và khách mỗi khi đến thăm trường. Sân trường rộng được chia thành hai cấp, tạo cho ngôi trường cao và thoáng mát. Các bậc lên xuống được trang trí bởi dãy hoa giấy tuyệt đẹp. Các chậu hoa là những chiếc lốp xe, nhờ bàn tay khéo léo của các thầy cô đã tạo nên những chậu hoa tuyệt đẹp. Sân trường rực bóng mát bởi hàng cây xà cừ cổ thụ lâu năm. Loài cây này có thân cao tán xòe rồng cho nhiều bóng mát. Bên cạnh đó là những hàng cây bàng đã che phủ khắp sân trường, tạo cảm giác mát mẻ mỗi khi hè về. Trên những thân cây được gắn bảng biểu pano apic, những câu khẩu hiệu nhắc nhở các em hàng ngày. Dưới gốc cây là những bồn hoa, các loài hoa loa kèn, hoa cúc tím, hoa sống đời được các em chăm chút mỗi ngày, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp sân trường. Đối với học sinh, trường là ngôi nhà thứ hai của các em. Ở đây, các em được học tập vui chơi với bạn bè, được sự yêu thương dạy dỗ tận tình của thầy cô. Vì vậy, xây dựng trường xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện là tiêu chí hàng đầu của nhà trường. Từ đó, các thầy em thêm yêu quê hương, trường lớp, thầy cô, bạn bè, tạo cho các em niềm vui thích thú khi đến trường. Với tiêu chí cổng trường an toàn, nhà trường đã tiến hành tu sửa làm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo rộng rãi. Cổng trường được sơn màu vàng với bảng hiệu ghi tên trường, luôn mở rộng chào đón các em. Hai bên cổng trường có băng rôn khẩu hiệu nhắc nhở các em thực hiện tốt an toàn giao thông. Từ cổng trường nhìn vào, ngôi trường hiện lên sừng sững, uy nghi với kết cấu hai tầng thoáng đãng, hệ thống bờ rào lan can khép kín, vững chắc, bảo đảm an toàn cho học sinh. Sân trường, văn phòng, các dãy hành lang đều có hệ thống camera. Hệ thống điện được lắp đặt vững chắc, gọn gàng, an toàn và thuận tiện cho học sinh. Với diện tích 13.680 m², ngôi trường được xây dựng theo hình chữ U, có 20 phòng học và 4 phòng chức năng phục vụ việc dạy học, việc làm việc cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Bên trái sân trường là dãy nhà cấp 4, bậc lên xuống thấp nên rất phù hợp cho các em học sinh nhỏ tuổi lớp 1-2. Ở giữa là dãy nhà 2 tầng cho học sinh khối lớp lớn hơn 3-4-5. Trên mỗi dãy cầu thang, hình ảnh học sinh ngồi đọc sách, chăm sóc cây, bảo vệ môi trường luôn nhắc nhở các em mỗi ngày. Trang phục của giáo viên và học sinh luôn sạch đẹp, gọn gàng, đúng quy định. Khắp sân trường, các dãy hành lang, cầu thang và các lớp học của trường đều được trồng trưng bày cây xanh và hoa tươi. Ngoài ra, các phòng học đều được trang bị đầy đủ tivi, các thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho giáo viên và học sinh. Trong lớp được trang trí góc học tập, những sản phẩm khéo tay của học sinh, con đường đến trường nâng bước chân em mỗi ngày. Tủ đồ dùng, tủ thư viện lớp được bố trí ngăn nắp gọn gàng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi các em. Phòng học có đủ ánh sáng, cửa sổ, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Trong không gian
ngập tràn cây xanh, hoa tươi, tạo nên cảm hứng dạy học hiệu quả cho giáo viên lẫn học sinh. Các em đến trường mỗi ngày thực sự đều là một ngày vui. Cuối dãy phòng học là nơi dành cho các phòng chức năng như âm nhạc, tin học và tiếng Anh, vừa đảm bảo không gian vừa phù hợp với tính đặc thù của môn học. Phòng tin học có đầy đủ máy tính phục vụ cho việc dạy học. Những cuộc thi trên mạng Internet đều được các em tham gia. Bên trái là phòng thư viện, nơi đây đã chứa đựng bao kiến thức cung cấp bằng việc đọc sách hàng ngày cho các em. Việc đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong hành trang tìm kiếm tri thức và hoàn thiện nhân cách mỗi con người. Ở giữa là phòng truyền thống đồi, nơi trưng bày giới thiệu những nội dung, hình ảnh, hiện vật, thể hiện truyền thống cách mạng, lịch sử tốt đẹp ở địa phương, nhà trường và đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bước vào gian phòng, tuy nhỏ nhắn nhưng rất khang trang và ấm áp. Ấn tượng đầu tiên chính là mô hình toàn cảnh ngôi trường nằm gọn trong tủ kính, làm cho học sinh cảm thấy thân quen hơn với ngôi trường. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy học, việc chăm sóc sức khỏe cho các em cũng được nhà trường quan tâm. Chính vì vậy, nhà trường đã chú trọng xây dựng và tu bổ phòng y tế với mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Ngay từ đầu, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe định kỳ cho các em. Phía sau sân trường là sân bóng đá mini được trải cỏ nhân tạo với diện tích đạt chuẩn. Nơi đây giúp các em giải lao trong những giờ học căng thẳng, thỏa sức đam mê với trái bóng tròn. Nhà vệ sinh được xây dựng nơi thoáng mát, cuối hướng gió đảm bảo sự thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Khu vực vệ sinh được tách biệt giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh nam và học sinh nữ. Công tác lau dọn vệ sinh luôn được thực hiện thường xuyên. Để có được diện mạo và duy trì được không gian trường lớp như hiện tại, đó là nhờ vào sự đam mê, tình yêu thiên nhiên của các thầy cô, ý thức của học sinh và đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của phụ huynh. Hàng tuần vào chiều thứ tư, nhà trường thường tổ chức cho học sinh tham gia lao động quét dọn vệ sinh môi trường. Trồng, tu bổ và chăm sóc cây là việc làm thường xuyên của các em. Ngoài ra, ý nghĩa của việc xây dựng môi trường xanh sạch đẹp được nhà trường lồng ghép, tích hợp vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, tổ chức các cuộc thi rung chuông vàng phối hợp với công an, đoàn xã, tổ chức các buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng tránh bạo lực học đường, phòng tránh cháy nổ, giữ gìn an toàn giao thông, qua đó giúp các em ý thức được việc xây dựng môi trường sống, trong sạch, lành mạnh, bổ ích và thiết thực ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Một trong những niềm vui lớn nhất của trường tiểu học Nam Kim là sự gắn kết đồng hành thân thiết của phụ huynh học sinh. Ngoài hỗ trợ kinh phí để trang trí thêm, mỗi khi có thời gian rảnh, phụ huynh còn đến phụ giúp lao động chăm sóc hoa. Nhờ những việc làm tích cực này, đến nay trường tiểu học Nam Kim không chỉ có diện mạo mới, khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, mà nhiều năm trở lại đây, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Giáo viên năng động sáng tạo trong dạy học, học sinh tích cực học tập, phong trào thi đua xây dựng trường học xanh sạch đẹp được nhiều năm liền nhà trường đánh giá tốt. Đội ngũ chuyên môn có trình độ vững vàng, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học. Trong những năm học gần đây, trường đã có nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi, đặc biệt năm học 2018-2019. Trong cuộc thi giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện, trường được xếp thứ 3 trong toàn huyện, trong đó có một em giải nhất, một em giải nhì và một em giải ba. Trong năm học 2021-2022, trường có một giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, một giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và hai giáo viên được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2022-2023, trường có 5 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng phấn đấu, sự đoàn kết của tập thể giáo viên, đặc biệt là sự tận tâm của ban lãnh đạo trường.
Với những kết quả đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị mạnh hơn nữa. Riêng đối với phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp, trường sẽ tiếp tục vận động nguồn xã hội hóa, trồng thêm hoa cây xanh để có thể xây dựng nên không gian học, vườn trong trường. Khi đó, giáo viên và học sinh sẽ được làm việc, học tập và vui chơi trong một ngôi trường xanh sạch đẹp và thân thiện hơn. Lời cuối của hành trình tìm đến với trường tiểu học Nam Kim xin gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất tới tất cả mọi người. Hy vọng sẽ có nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm, từ quý bậc phụ huynh để ngôi trường thân yêu mãi là niềm tin, là nơi chắp cánh bao ước mơ hy vọng trong các em.